<laughs> trong xã hội hiện thời <laughs> nhìn trên hình thức giáo dục dường như rất phát triển <laughs> trường học rất nhiều <laughs> quan sát cẩn thận tất cả sự giáo dục hiện thời chúng ta thường nói là giáo dục gia đình giáo dục trong học đường giáo dục trong xã hội cho đến giáo dục tôn giáo đều chẳng nhấn mạnh trí huệ chỉ nhấn mạnh kiến thức Chứ gì phải biết Trí huệ và kiến thức khác nhau Chẳng tương đồng Trí huệ Có thể giải quyết Hết thảy vấn đề Giải quyết rất viên mãn Chẳng để lại hậu quả Kiến thức có hạn chế nó chẳng thể giải quyết hết thảy vấn đề có những vấn đề có thể giải quyết được nhưng cũng có những vấn đề chẳng thể giải quyết lại còn để lại rất nhiều hậu quả chúng ta chớ nên chẳng biết điều này học rộng nghe nhiều mà nếu chẳng có trí huệ sẽ là trì thuyết Trí huệ học từ đâu. Trí huệ chẳng lìa giới định huệ. nhất định là từ giới định mà khai trí huệ. trí huệ mới thấu lộ. nói cách khác, người tâm thường ở trong định sẽ dễ khai trí huệ. Nếu một kẻ tâm bợp chộp hơi hợp, làm sao có trí huệ cho được? Do vậy, vào thời cổ tại Trung Quốc, đối với người đọc sách, điều trọng yếu nhất là trong cuộc sống hàng ngày, phải thể hiện sự ổn trọng. À, ít nói động tác rất thông thao như trong kinh đức phật đã nói nêu tỷ dụ na già thường tại định vô hữu bất à, định thời na già là tiếng phạn à, si dịch sang nghĩa tiếng hán là long hoặc tượng à, lông Chúng ta chưa thấy rồng Nhưng đã thấy voi Quý vị thấy dáng vẻ của con voi Chúng ta gọi dáng vẻ ấy là oai nghi Rất ổn trọng Nó đứng ở đó Bước đi cũng rất chậm Phải học ổn trọng như vậy Hiển thị đang ở trong định trong đời này tôi đã gặp một người là chương gia đại sư. Lão nhân gia giống như Kinh nói, vô hữu bất định thời. Ngài nói với tốc độ rất chậm, nói từng chữ một. Tôi nói khá chậm, nhưng so với chương gia đại sư, tốc độ của tôi quá nhanh. Tốc độ nói của Ngài hết sức chậm. Mỗi câu nói từng chữ một. Lại còn giữa mỗi câu nghĩ một chút. Chẳng nói tiếp ngay. Đi, đứng, nằm, ngồi. Vô cùng thông thả. Lúc tôi quen biết Ngài, lão nhân già 65 tuổi. Tôi tin tưởng Ngài đã huấn luyện thành tâm thái như vậy từ nhỏ. Bởi lẽ đó, gia giáo tại Trung Quốc xưa kia dạy dỗ trẻ nhỏ. Từ bé đã dạy con hành động thông thả, dưỡng thành thói quen rất ổn trọng tâm rất thanh tịnh rất định dễ dàng khai trí huệ trí huệ có tiểu ngộ có đại ngộ có đại triệt đại ngộ tiểu ngộ thì gần như mỗi ngày đều có Đại ngộ một năm cũng có vài lần Thì người ấy có trí huệ Có người hiện tại đòi hỏi tốc độ Chuyện gì cũng đều phải nhanh Nhanh đến mức tâm tánh bột chộp Hơi hợt chẳng còn ổn trọng. Đương nhiên, trí huệ cũng chẳng còn nữa. Toàn là tri thức, cho nên nảy sinh vấn đề. Vấn đề nảy sinh đầu tiên là thân thể chẳng khỏe mạnh. Rất nhiều bệnh tật, đến tuổi trung niên sẽ rất rõ rệt vào thời cổ người có bệnh tật quá nữa là lứa tuổi lão niên chứ trung niên và tráng niên sẽ chẳng có tình trạng ấy đều là tuổi lão niên hiện thời đã sớm hơn ngay tuổi thanh niên cũng xuất hiện vấn đề bệnh tật đã lộ ra